那比中文nhắc đi cho ngồi nhắc đi cho ngồi này một tàng tin chủ đề là có thể nói tiếng Việt, có thể nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt là cố gắng phát âm cổ, phát âm là cổ. Như tôi có thể nói tiếng Việt, tôi phải tiếng Việt, tôi vững. Tôi bài về chú chú về như tu vững như tu cao cũng pháp à, tôi có thể ký ức à, chào chuyện sử dụng tiếng Việt là quan trọng nên tôi đang sử dụng mạng xã hội à, ví dụ Facebook là quan trọng, Facebook là người Việt Nam sử dụng nên tôi có thể sử dụng tiếng Việt thì tôi cấp bạn bè mạng xã hội tôi đang trao đổi ngôn ngữ tôi đang trao đổi ngôn ngữ tức truyền là công cụ tốt nhất. Tức truyền là công cụ thứ nhất vì à, chúng ta có thể cấp à, video bất kỳ đối diện à, chúng ta có đối diện chúng ta có thể học à, sử dụng tức truyền nên chúng ta có thể trao đổi làm trao đổi nông nương nông ngữ là khi tôi nói tiếng Việt là tôi phải có phát âm thứ nhất nhưng mà khi tôi nói tiếng Việt, tôi vùng à, và làm không tôn nhật nên à, tôi vùng cao là cảnh nhau AI làm thế nào tôi có thể phát triển tiếng Việt AI làm thế nào tôi có thể phát triển tiếng Việt sử dụng AI AI làm thế nào tôi có thể phát triển sử dụng AI Mọi người đi đâu đang đấy? Đi đâu rồi? Chúng có cái hoa rồi.
아, 토요일에 오지. 오르카 사람들도 오긴 오는데, 뭐. 요즘에 저거 추석미치라서 추석미치는 잘안 움직이더라고. 그래서 추석이요. 다다음 주 추석 같은데? 또 벌초하러 갈 때는. 이거 또 부자리다. 알겠네. 뭔가 지방에서? 모르겠어. 근데 이러고 그냥 죽어있거든요. 뭐 물려있거나 이런 거 일도 없어요. 주는 사람이 일도 없었어요. 근데 어제 그제 준 거죠. 그제 줘갖고 어제 죽음에 하나 배겨놓고 근데 오늘 또그 똑같은 자리에다 밥을 하나 꺼놨더라고요. 무슨 밥을 넣을까? 그냥 밥을. 밥을 박스에다가 이렇게 놨더라고요. 김밥? 밥을. 고양이도 밥잘안 먹는데? 홍경 같은 거, 치킨 뭐 이런 거. 그것도 이제 뭐좀 바뀌었죠. 고양이 밥안 먹는 거 알고. 알면 고양이를 좋아하는 밥을 놨거든요. 고양이를 잘 모르는 사람이 맨 얘기잖아요. 그렇지. 야, 고양이 있는 자리 딱, 딱 거의 맨날 보는 사람이 한다는 얘기입니다. 아주 딱 보자기에 말리꾸야집 사장 주차되어 있군요. 대단한 고양이 싫어요. 시대하는 것까지는 모르겠는데. 몰라, 내가 성향을 어떻게 알겠어요. 요즘 저거 면사무소에 전화하면 고양이 잡아간다는데. 승호 형사의 블랙박스 찍혔겠네. 어제 하루 종일 몇 발에 남았으니까. 근데 성분을 또 검사를 해봐야지. 왜냐하면 약을 안탄 바뀔 수도 있으니까. 괜히 애매한 사람인데 성분 검사를 한 다음에 성분이 들어있다 그러면 이제 의도적인 고양이 사례 좀 하는 그것도 법적으로 처벌받을 거야? 그러면 인물 할 때도 처벌받잖아요. 그냥 때리고 이런 식으로 고양이한테 근데 그 사람이 또 그러면 되는, 나 고양이 주려고 한거 아니었다. 쥐잡으려고 했다. 주워보려고 했던 거다, 이러면 되는. 미안. 그 위에 포장마차 애들 있잖아요. 걔네들은 고양이 좋아해요. 엄마 돈이 필요한 것 같아요. 피어를 똑같이 아니 냄새끼를 이러고 말 스타일이야. 죽이지는. 제일 많은 놈이 죽었다. 죽고 생활인 걸 넘는 게 딱 보면 맨 처음으로 도망가는 그런 거지. 그런 거지.
ngày nữa rằng tình hôm nay tôi muốn hỏi về các phát thanh chuyên về tương tác làm sao để phát triển kỹ năng cho thực thi về của mình. Mặc dù tôi là nói Đức tiếng Việt nhưng tôi chỉ các phát âm của tôi bằng chiều chuột tôi tập cố gắng vì phát âm những từ mang tà giáo và làm sao để xưng nhẹ từng dương miệng bắt phải nên làm dưới lại trên tôi muốn cải thiện cho nó phát âm tiếng Việt của mình không về việc phát âm tiếng Việt mình biết là một người phụ nữ cao tàn bây giờ sắp quyền hôn nhà năm bà mời cháu tại tối nhà của chị cách phát âm tất cả các cháu nhà là phát sống đặc biệt từ khi cháu thật vô ngồi từ bức sự rồi chị rồi phân sắc sần chỉ nhỏ nên là chung sống mến tập hai mến này và giữ lại an bình nhờ sự tự tin của tôi khi nổi xuân cho rồi tên mang sỏi và sự can thiệp mang sỏi quê nụ Facebook là người tôi dùng sử dụng để trao đổi nông nghiệp trao đổi thông tin và học hỏi tôi nhân tại việc trao đổi với người phát triển các nền tảng này giúp tôi mở rộng khả năng nông nghiệp tôi rồi kết nối với phong trào người Việt Nam cứ điểm tôi bàn thẳng sau rồi khi làm việc và nội để giao tiếp hiệu quả hơn làm sao để phát triển khả năng giao tiếp tiếng Việt tôi muốn hỏi làm thế nào để tôi có thể cải thiện kỹ năng phát âm và giao tiếp tiếng Việt gần một cách hiệu quả nhất dù có những phương pháp hai phương pháp nào để hỗ trợ việc này không tôi muốn về các phát triển kỹ năng nói và viết tôi cần sự hướng dẫn cụ thể trao đổi để phát triển kỹ năng giao thể và các thành tiếng Việt bạn có thể áp dụng những phương pháp sau thực hành xung xuyên nếu chữ nếu như nếu như nếu như ngồi bàn sứ ngồi và các phương tiện như YouTube tin mạng hoặc podcast trên web hay tập trung lắng nghe các khóa phát thanh các khóa sử dụng giao thông song tải luyện tập nói bạn có thể nói xem với người bạn sư phục tâm sự tự trị âm và nghe lại để so sánh với dòng xuân thì vang nhẹ lại văn tăng văn sẽ dễ dàng nhắn trả nâng số căn cải thiện sử dụng các ứng dụng hồ sơ phúc phát tâm có những ứng dụng sáng diện tôi có thể giúp bạn quen pháp ông tiếng Việt như Hello Talk hoặc Mondelez các ứng dụng nội dung của các bài tập của bài tập cụ thể về phát âm và số các văn luyện tập với người văn sử tiếng nói phương trận hoặc tham gia của học bạn có thể tìm mô giáo về tiếng Việt để học sức về phục tham gia các khóa học sinh về online hoặc sử dụng bản nhạc việc và chứng số lỗi phát âm giúp anh phát triển tư nhiên hơn. Tham gia không đồng người viết để cải thiện khả năng giao tiếp. Bạn có thể tham gia các nội dung như về trên mạng xã hội bằng cách thường xuyên trao đổi và tương tác. Bạn sẽ quen gắn bối ngôn ngữ và các sử dụng từ ngữ trong các nhu cầu thực tế. Áp dụng các phương pháp này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Việt một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Amazon là cái chi luôn thắt và công nghệ mắc lỗi vì quả nguyên lỗi và bạn sẽ thành công.